Chân hơi dài sao? Em đang chụp con mít âm nè. Chụp con mít một. Rồi nè, rồi đó, đó, ok. Ok. Chụp hai chị em phát. Ok, diễn để đóng xuống. Đây, đây được không vậy? Ừ, được rồi. Chị đừng giống nhất, giống nhất đó, hai chị mình nguyên nhẹ, nguyên xuồng mình xuống sông hết luôn á. Nhìn nhìn qua đây xíu kìa. Rồi. Nhìn ngước ngước đây chứ. Rồi rồi, nhìn đây xíu. Rồi. Ok. Ok. Chị ngồi xuống em chụp lên kìa. Quay ngược lại em chụp lên. À, ừ. Ngồi. Chị ngồi khoanh tròn á, giống như chụp yoga. Thế này à? Ừ. Thế này à? Khoanh như chụp yoga. Thế này à? Ờ, rồi em chụp nửa người thôi nè. Nón như thế này. Cái nón chị đội cũng được hay là chị để nguyên cũng được. Đúng không? Không chụp cái ngồi vậy thì ấy quá. Hay là ờ cũng được. Chụp nửa người ha. Okay. Ok. Nón luôn đi. Càng đẹp hết nè. Đẹp bài. Thì lên một mình cho nó mãn nguyện. Ừ, lên mong anh ấy. Chị cầm cái tí tao tê của chị vào đây này. Nhưng mà đừng quay lên. Đặt tự nhiên thấy. Em tao tê à, chị à. Chị từ từ nha. Nhưng mà đừng quay chỗ em chụp nhá. Ừ, mặt xấu à. Không phải mà. Ôi trời ơi. Thì lên lên đấy đi. Thả rớt cho bà. Khiếp quá. Đây, 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 đây trả. Ôi giời, được chị chống mông rồi đã sướng. Anh chồng hẳn ít mông rồi, pháo cơ của bà mà tôi đấy. 94 mấy? Hả? Bỏ pháo cơ 94 mấy? Em ơi lên. À. Làm gì đến 94? Đẹp nhỉ. Ngồi thế này. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi. Đúng đấy, chân dài ngoan đấy. Không, cái này cái phải lấy hết cả. Tại vì chị đã 1m7 rồi lại còn còn chân dài nữa thì em cứ để chế độ chân bình em thường. Em chụp một. Rồi. Ui đẹp đấy. Úi giời ơi. Không làm sao mà yểu điệu thục nữ thế không biết. Ngồi bình thường đi, ngồi bình thường lại, ngồi bình thường đứng ẻo quá. Mê của chị. Đứng ưỡn quá, vừa vừa thôi. Ưỡn quá hả? Ưỡn quá. Dưới dưới, ấy to quá. Kinh, hôm nay ra điều trang vậy. Em xin chị đi xem nào. Xì quá. Nhìn vào đây đi. Chị nhìn vào phát trực tiếp đây, đi. Đây đây chị nhìn. Chị đừng có nhìn đi em. Từ từ nó đang dập lại mấy này thôi. Ui. Ok. Ok. Chưa được đâu em ơi, chị nhìn cái mặt chị thôi được đâu. Nhìn cái ngu ấy. Em dập lại cái bẫy cái này đấy. Cho bà xuống chuồng á. Cho bà xuống chuồng đi. Ok. Chị làm sao mà chụp được cái bẫy mà cái như thế này. Nát nát gần tới nát nát gần tới phòng phụ chú rất tiên chị về nghe chị cứ mai để chụp đồng lúa này thôi. Rồi chị đừng nhìn qua, đừng nhìn cái ảnh, nhìn qua anh nhìn cái mặt, chị đừng nhìn bà Yến, chị nhìn qua ông kia. Ừ đừng nhìn bà Yến. Bà này bà lộn nhất luôn, không chụp thật quả luôn á. Xô đếp xíu coi. Xô đếp. Chỉ sâu xíu. Tí nữa đến lượt chị chụp chết mẹ với em rồi đó. Chị không chụp được với em đâu. Rồi nè. Ok. Còn cái tướng khác đi bà tồi bà ưỡn mong hoài à. Được là chụp được chưa. Hôm nay thấy dịu dàng hẳn. Rồi chụp, chụp kiểu khác đi, cụp ưỡn mong hoài. Ừ rồi vậy đó, ừ vậy đó. Ba, ok. Trời ơi. Trời ơi. Rồi đẹp quá chị ơi. Mẹ các bạn. Ok. Chị ơi bà ba để em nhổ con kiến ở trên cổ chị kìa. Để em nghiêm túc tí đi. Thôi đi chậm đi chú ạ. À. Rồi gọi chú vậy đi là chậm rồi. Rồi 1, 2, 3, ok. Kiểu gì nữa không em bảo chị cảm giác ngay.
chị mẹ mất lưng rồi. Em thôi chị em... nghĩ là vẹo sườn ấy, thôi này các em cầm đây. Chị muốn quay mặt em. Em giấu nhưng mà muốn thấy quá hai cái bộ rối mà. Hai chị em tập trung đi. Hai chị em để xuống này, xuống này. Đấy. Nào, đứng quay lại đây em. Chị đi em để xuống đây em để xuống. Rồi. Đừng có quay lại đây làm gì? Trời ơi. Nào. Bây giờ để khăn lên trên đi chị ạ. Trời vừa vừa thôi chỉ giống chiếc cổ chị ạ. Nghe hả? Rồi chị nhẹ thôi. Ừ. Vừa thôi. À, rồi 1, 2, 3. Nghe 1, 2. Ok. Lấy nón ra đi. Chị ơi, rồi lấy nón đi bỏ nón ra. Hai mỗi chị em cầm một bên như này. Rồi 1, 2, 3. Ok. Chụp tổng cộng cái chụp cái lấy hết cảnh cái. Rồi. Cảnh đẹp mà không lấy uổng. Rồi. Rồi. Bỏ nón đi chị ơi. Lấy nón đi. Đây như này. Hay là chùm khăn lên đầu đi. Chị vừa thôi. Chùm nhìn ấy lắm. Chùm thử đi. Trông thành má mì lắm. Ừ. Thôi đi. Thì cũng là má mì rồi mà. Đây nè. Làm nó bông sen kìa. Đây. Kìa có bông sen kìa. Đây thì có cái bông gì rắn kìa. Có bông sen đẹp chứ kìa. Rắn nó đẹp hơn. Cái bông nó nằm ngoài kìa. Bông đang nở kìa. Đây chùm bên đây chị. Ủa hai người lấy đâu rồi? Ui thời tiết quá đẹp luôn. Bông sen nhãn kìa. Đây bông nặng kìa. Bông nặng đẹp lắm á. Xong rồi bông. Đây chụp cho chị một cái này. Chú ghé nhiều quá à. Tí nữa chú ơi. Rồi. Ok. Vậy bảo chị không gom chúng chị hỡi. Chị không gom chúng chị hỡi bông sen nữa. Con em nhìn chị ngửi hả? Em chụp chuyển cho thôi à, gửi về nghiên chuyển à. Nghiên chuyển thôi, em chụp nghiên chuyển à. Em nhìn chị ngửi. Nè, nhìn đều lên, chụp cả chị đi. Không, chị em chụp một cái tấm à. Đây đừng bỏ cái bỏ nón xuống đi. Đi vô bộ ấy à. Mặt nó ấy xíu mà đừng có nghiêng quá. Ờ vậy đó. Con em đang nhìn chị ngửi này. Chụp toàn cảnh đi không? Chị em nhìn chị ngửi nè. Chị nhìn hoa đi, chị ngửi hoa đi, em nhìn chị ngửi hoa. Đi. Cái mùi gì tiếng. Đây như này. Đây như này hai chị em. Mày để cho mình chụp cái bông kia đẹp không? Rồi. Đấy, đi chụp bông kia. Chị đã ngửi con em nhìn chị ngửi. Ừ. Quay đi. Hai chị em đều thấy mùi. Đúng, hai chị em quay lung tung đi. Đó. Rút cái này lên. Ủa, của chị đây cho nó đi. Em có đang dơ hết cái camera mà chị ấy. Cái bông này kìa. À, cái thuyền kia đi đâu đó? Thuyền kia đi đâu đó? Cái bông sen ở trên góc đó. Dạ yeah. Cái cua đó. Lát à. Này nhìn nha. Bông này to lắm. Bông này phải tùy hái. Bên đây cầm bông. Giờ tới chị Thủy cầm bông đây. Tới chị Thủy cầm bông rồi bên cầm bông rồi. Đây ngắm em cầm bông. Cảm ơn chú. Bông này đẹp hơn nè, nở rồi nè. Đó. Rồi đây bỏ nón xuống. Này nón che bông thì thôi đấy. Ờ đó, đó, vậy thôi. À cái bông rồi. Bây giờ chị nhìn em ngắm hoa. Bông này người hoa. Đó, bông này mới đẹp nè đó, bông bự nè. Xem nó thưởng thức như thế nào. Rồi chúc lên đảo mũi xuống qua đây thì bên đây dịnh bông qua. Rồi hai bên cũng dịnh hết. Rồi cái em chụp cho chị riêng chị Thủy một tấm. Rồi ấy đi. Đi. Chị coi bạn kia đi. Ok. Cổ giống chị à? Chị bất giống chị bất sầu. Cái bông nhìn bất cười. Cấu lại. Trời ơi. Cấu hoa. Chị cấu hoa chị bất hoa chị em lấy chị chuẩn bị dựng nhang nó bông hoa đó. Kiểu bực á. Ừ. Hãy cái nón ra đi. Hãy cái nón ra đi không thấy mặt. Ừ. Đây. Trời ơi xong đấy.
Này, hai cái người kia có cái bông hoa đẹp chưa? Đấy. Nhìn thấy kiểu đừng có ưỡn quá, nghiêng ấy ra xíu. Rồi. Thùy Nhi, hôm nay trông xinh xinh. Rồi. Thùy ấy, bảo hôm nay trông xinh xinh. Em rồi có được cái nào không? Chị giúp nó không? Chị bông không? Có. À không không. Không đi. Hay thôi cứ chụp đi. Chụp không? Thì lấy bông, lấy cho bông. Đây. Bông. Lăn bố xuống đây được rồi. À, cái gì vậy? Nó cũng được không cần đâu. Sao đâu. Che cái mặt đi. Bông gì đây? Đây bông này. Cha hàng xóm. Chị ấy em chụp khác chứ. Chị ấy cái bông nón, chị cứ nhỏ dở cái nón nó cao cao lên. Chị không muốn lấy mặt đấy. À vậy hả? Đấy. Cái mặt đánh đá thì nó không muốn đấy. Thấy đây này. Bỏ tay ra. Ý à. Rồi. Cái mặt đánh đá quá này là không dám để mặt. Chị thấy giống như chỉ muốn nhai nó bông hoa vậy. Kiểu như là cứ muốn nước rồi đấy. Muốn chửng bông hoa luôn nha. Năm nay đi lấy kinh nghiệm, năm sau đi thật. Lấy gì đâu? Năm nay năm sau đi thật, năm sau đi lại. Công nhận cái bộ này mặc nó mát lắm, nó dễ chịu. Lát lần qua bên cái đầu chai xiên rừng này là mình chụp trên nhà tắm nữa. Tí ơi. Ờ, nghe bạn ơi. Chụp cái chỗ mà nhiều. Nhắn tin. Chụp cái chỗ mà nhiều chim ấy. Nhìn, nè. Đẹp phết đấy. Đùa đâu. Chị Minh ơi, em vào miền Tây chị ạ. May thời tiết rồi. Cuối tuần nó mới đông lắm ra. Cuối tuần mới đông. Ra thôi nha. Trời quá là trời vui. Bởi là kêu trắng trong nhà. Đó, chim nè, chim cò, chim bạc nè. Chị Minh ơi, đang ở đất phương Nam. Đất phương Nam. Ở đây là một cái nơi đóng bộ phim đất phương Nam này không? Cái ngoài cái cổng ngoài á. Ngoài đó. Cổng ngoài là bữa Trấn Thành nó quay phim. Tết có đóng phim đất phương Nam đây nè. Trấn Thành đóng phim đó đó. À, đúng rồi. Còn xuống đây khá như chúng mình nhiều lần. Đúng rồi. Nhiều quá rồi. Em thì có chị mới cảnh không á. Cảnh không rồi trước sau kìa. Ở đây mình cảnh không không ở đây có sâu không hả chú? Đó. Chú ơi ở đây có sâu không? Có cảnh không đẹp chú chị. Nửa mét thôi đi kiểu đưa xuống chị bẩn thấy nhỉ. Đó. Cái nửa mét nước à. Sắp lên bờ đấy nhỉ. Đúng rồi. Con lặn được khá lắm. Lát mình làm lên đó xong mình đi kêu cái cầu này nè. Vô cầu này vô đây mình chụp hình mình chạy tắm nữa. Chụp hình cái nhà trống nhà máy. 3 tiền đôi quốc này. Thuê mà. À thuê. Ôi chị tưởng mua hẳn cơ. Thuê. Tưởng mua hẳn. Bây giờ lên chụp hình này à hay là tí? Bây giờ mình lên luôn á, mình lên chụp luôn á, đi vòng vòng đó mình về bến nãy á. Quay em hả? Không. Sao? Họ quay em chứ. Trưởng đoàn mà không quay gì hết trơn. 4-5 ngày nay rồi. Trưởng đoàn mà không thì mày không phải đếm xỉa trưởng đoàn gì hết rồi. Đây này, cái mặt của trưởng đoàn lên đến ba đại diện rồi đây này. Trời ơi, trưởng đoàn này. Vậy xíu được rồi, đừng quay trưởng đoàn nhiều quá.
Mày cá dưới vậy. Chim đẹp chưa? Chim đó. Ôi trời ơi. Chị chụp ảnh chim ở đâu á? Không, chị đây thôi chứ chim đâu chụp nữa. Ở không nội à, chị để à, chim bồ câu hả? Chim câu thì ở ngoài. Chim bồ câu ở đấy. Chụp một cái đàn chim nào đấy mà. Ở ngoài kia. Chim bồ câu là ở ngoài xíu. Ừ, tí chụp không? Có chụp, có chụp. Có chứ. Chim bồ câu là nằm ở chỗ mà nãy gần gần chỗ hơi bão bà. Cái đó là mình mua cái này vào túi chị đó. Bữa ăn. Bây giờ tới đó chị. Để chị thủy mình mua bình thức ăn cái chị để trên trên người chị, nó bu người vậy. Chị ứ biết chụp ảnh chị Yến ạ. À. Cái Thủy có đâu biết chụp kìa. Nó biết tạo dáng. Mà có, cũng còn được còn hơn là có người còn không biết chụp ra gì ấy. Chú lớn rồi chưa? Con này 28 rồi nha. Đang hay chị xem mấy cái của chị xem. Đằng nào điện thoại đang rảnh. Ôi em ơi chụp mấy cảnh không này đi, đây này. Chụp nãy giờ rồi. Không chụp gì. Nó có lên cũng chẳng đẹp. Nè 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 nè. Lát chị nó thấy ui, sáng. Ui cái vườn bèo đẹp luôn. Em xem cái chị bèo đẹp thế. Ôi em quay đi. Nhìn được cái đầu à. Kìa chim quay chim kì vậy. Chim nó kìa. Ui đẹp lắm kìa. Luôn. Đâu 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 đâu. Ui cứ bình tĩnh ở đây. Ui giời ơi siêu thế. Lấy ảnh xa đẹp trời ơi. Siêu phẩm. Để xa với đá hơi đẹp. Đây này. À, cái đó là chị đang ngắm hoa đấy. Cái nón đẹp hơn. Phải có tấm nón tấm không chứ. Ở chị ngoài trời này. Chị này nó mấy cái ta nó về lên lộ làm gì ha. Đèo rồi đèo. Cái khu dạng lên nó bảo tồn lên được nhiều. Ở đây là chuyên nghiệp nhất. Qua bên viện kiến quốc gia Đồng Tháp cũng không bằng đây luôn. Đi nhiều, chở khách nhiều lắm rồi. Ở đây là nhiều nhất. Ở đây đẹp nhất luôn. Công nhận cảnh đẹp thật ấy. Nên em khi tranh thủ đi mới lỡ trời mưa một cái là xong luôn. Này mà chưa mưa cái này. Chưa đó mình đi ở đâu? Hết chỗ chưa? Hôm nay nãy mình ra ngoài thành phố. Đây là rừng tràm rồi đúng không? Đúng không rừng tràm rồi đó. Mình còn mình đi xuồng máy đi trong cái nữa. Còn Mỹ Tho là ở đâu? Mỹ Tho là ngày mốt mình đi. Đi chiều nay mình về Đồng Tháp. Mỹ Tho là đi cái gì vậy? Đi dạng chiều xuồng mà dạng xuồng trong cái kênh rạch xuồng ba lá như hai bên đều nước. Vậy ở đấy là mặc cái gì? Mấy ruộng đồ bình thường cũng được. Chỉ có cũng phút thôi, dạng như bản là dạng như tua, dạng như tua. Không phải là trong rừng tràm mà dạng như là hai bên là vừa nhiều nước, trong đẳng vừa nước. Ở trong miền Tây vọng ơi. Được cái cảnh đẹp thôi, không xem nữa. Em xem đi. Đẹp thôi, khỏi về nữa, đẹp rồi đấy. Thì nãy em đưa em gửi hình cho thôi. Em nhắn em để cho bến mình để đây xong hai cái cùng đẹp đây nha. Xuống đây có sâu không? Chỗ này thì nó sâu ạ, chỗ này sâu khoảng 2 mét ạ. Nước bẩn nó để cho từ ra cái chừng nó
Xong rồi tí là mình quay ngược lại đi về bến nào. Không, bây giờ là bến rồi. Đây là bến rồi. À, đi một vòng nữa à, vừa nãy đi một vòng à. Đây đây đây. Đây kẹt nghe. Đây là bến hồi nãy đấy à? Không, bến nãy hồi kia mình thẳng á. Cái này bây giờ thì... Ôi, tuổi thơ của tôi. Em ơi, cái sạc em để đâu rồi? Đây rồi. Ừ. Đi có vòng mất 50.000 thì thuê quần áo. Đâu 80.000 quốc nữa là bao nhiêu? Nhưng nó chỉ nó mặc quần áo bà ba vẫn cứ thấy dị dàng. Cảm ơn chú nha. Cảm ơn. À, bữa nãy mình ở kia. Mình không thích đi sổ máy. Số máy đau đầu lắm, nhưng mà nó không vui. Số máy làm gì mà vui? Thì vậy nó không vui. Số máy đắt hơn hay số này? Mẹ em có biết đâu. Đâu chụp ảnh ở đâu đó? Đi chưa máy này chị ạ? Bên tao máy, đi số máy đó. Hả? À, không máy đi đường khác. Đi đường lớn á. Là như nào vậy? Hả? Bây giờ đi công máy.